Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 7 tháng 9, ngày thành lập ngành phát thanh truyền hình, nhìn lại chặng đường 59 năm phát thanh, mùng 7 tháng 9 năm 1956, mùng 7 tháng 9 năm 2014, 39 năm truyền hình, mùng 7 tháng 9 năm 1976, mùng 7 tháng 9 năm 2014, tập thể cán bộ viên chức Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An không khỏi tự hào khi cánh sóng phát thanh truyền hình tỉnh nhà đã vươn xa đến khắp mọi miền của Tổ quốc. Thời gian qua, sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, sự ủng hộ phối hợp của các sở ban ngành cùng sự tin yêu của đông đảo quý khán thính giả là một động viên khích lệ những người làm báo phát thanh truyền hình Nghệ An tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin của nhân dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 59 năm phát thanh 39 năm truyền hình đã qua là chặng đường chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của đài phát thanh truyền hình Nghệ An. Đặc biệt là những năm gần đây với sự nỗ lực cố gắng trong đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hiện đại hóa trang thiết bị sản xuất, phát sóng chương trình, phát thanh truyền hình Nghệ An được đài truyền hình Việt Nam, đài tiếng nói Việt Nam đánh giá cao về chất lượng và khẳng định được vị thế của mình trong khu vực và cả nước bằng việc luôn ở top đầu trong các kỳ liên hoan phát thanh truyền hình toàn quốc. Chương trình thời sự cả phát thanh và truyền hình đã cập nhật và phản ánh kịp thời, hiệu quả các sự kiện chính trị xã hội, các vấn đề được dư luận quan tâm. Các chương trình chuyên đề, tiếng dân tộc chú trọng tính tổng kết, đánh giá phát hiện các vấn đề của đời sống chính trị xã hội, nét bản sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Mảng văn nghệ giải trí có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức được khán thính giả đánh giá cao. Chương trình nội dung rất là phong phú vừa là phù hợp với điều kiện hiện tại, vừa là đảm bảo là các cái thông tin để cho nhân dân và những tiếng nói của đảng và nhân dân Nghệ An để phục vụ cho người dân Nghệ An nắm bắt được các cái thông tin kịp thời trên các cái thông tin đại chúng nhằm không ngừng là học tập và để tập trung phát triển về chính trị tư tưởng kinh tế và xã hội quốc phòng và an ninh. Cùng với nâng cao chất lượng cánh sóng, đáp ứng nhiệm vụ chính trị được giao, NTV còn tiên phong trong nhiều hoạt động an sinh xã hội. Chương trình Tết vì người nghèo và giải quân vợt cúp truyền hình Nghệ An được tổ chức hàng năm đã quyên góp được hàng chục tỷ đồng cho người nghèo trên địa bàn tỉnh đón Tết và xây dựng được nhiều công trình nhà bán trú, tặng máy vi tính, sách vở, đồ dùng học tập cho hơn 12.000 học sinh nghèo vùng sâu biên giới. Đây là sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trong suốt những năm qua. À, trong những năm qua các chương trình của đài phát thanh truyền hình nghệ an về ủng hộ người nghèo giúp đỡ người nghèo giúp đỡ uh, học sinh nghèo vượt khó đặc biệt là cái chương trình tiếp xúc uh, tới trường trong hai năm qua huyện kỳ sơn thấy rằng rất hiệu quả và lan tỏa rất nhiều uh, trong cái cộng đồng nhân dân đây là một cái món quà rất ý nghĩa động viên các cháu học tập tốt hơn nữa vượt khó hơn nữa cùng với nhiều giải pháp mở rộng diện phủ sóng, hiện nay NTV đang tập trung nâng cấp tín hiệu hình ảnh lên chuẩn HD, khai thác những ưu thế ngày càng cao của Internet nhằm thu hút ngày càng đông đảo khán tính giả cả trong và ngoài nước. Trang web truyền hình nghệ an.vn có số lượng trên 18 triệu lượt người truy cập đang được đổi mới về giao diện, các chức năng phần mềm và xây dựng chương trình. Nội dung chương trình của NTV cũng đã được chú trọng quảng bá sinh động qua Facebook, YouTube, đây là bước đi đúng đắn của NTV khẳng định được vai trò và vị thế trong lĩnh vực phát thanh truyền hình nói riêng và báo chí nói chung. Ở trong chặng đường vừa qua, đặc biệt là những năm đổi mới, thì đài phát thanh truyền hình nghệ an có những đóng góp rất là quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đổi mới của uh, quê hương. Đặc biệt đài đã uh, phát hiện, cổ vũ các cái nhân tố điển hình tiên tiến, phong trào thi đua nước làm tốt các cái hoạt động xã hội, đào tạo cái bồi dưỡng cái đội ngũ cán bộ của đài nhất là đội ngũ biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên, phóng viên để phục vụ tốt hơn đưa tin nhanh, chính xác, kịp thời, đa dạng, hấp dẫn đến đồng bào, đồng chí và đến khán thính giả trong nước và quốc tế. Thời gian tới, tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên Đài phát thanh truyền hình Nghệ An sẽ tiếp tục kế thừa và phát triển những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, đồng thời nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để xây dựng Đài phát thanh truyền hình Nghệ An có đủ năng lực sản xuất, phát sóng các chương trình phát thanh truyền hình ngang tầm đài khu vực, đảm bảo chất lượng cao, phong phú, đa dạng về nội dung, đáp ứng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ thông tin giải trí ngày càng cao của nhân dân trong tỉnh, góp phần thực hiện thành công nghị quyết 26 của bộ chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.